con chó Phú Quốc 4 triệu quá đắt. Đấy là một cái phản hồi của có nhiều bạn xem trên những cái fanpage cũng như là những cái trang cá nhân của Hùng thì cũng có nói như vậy. Thì Hùng cũng chia sẻ với các bạn rằng mà một con chó Phú Quốc 4 triệu cũng chỉ là một con chó Phú Quốc rất là bình thường thôi. Thì đối với chó gọi là chúng ta hay gọi là con chó cỏ đấy. Đấy, một con chó khỏe mạnh bình thường, con chó giống thì nó cũng rơi vào tầm 700-800 đến 1 triệu rồi. Đấy, con chó cỏ là con chó nó cũng lai tạp từ cái giống nọ sang giống kia. Đấy, những con chó cảnh nhập ngoại đấy, con chó bút đồ hoặc con chó phốc sắp hoặc bất cứ một con chó nào đó thì cũng có chó rẻ và chó đắt, nó phụ thuộc vào chất lượng con chó, ông từ 1,5 triệu 2 triệu đến 3, 4, 5 triệu thậm chí 10 triệu. Đấy, hơn 10 triệu cũng có một con chó cảnh nhập ngoại. Đấy, còn nói về con chó Phú Quốc thì nó cũng có rất nhiều cái mức giá. Còn tất nhiên ấy thì 4 triệu là một con chó Phú Quốc mà đắt thì cũng tùy vào cái sự nhận biết của từng người một. Còn chúng ta không quan tâm đến là nó có đẹp hay là không, miễn là nó chẳng hạn như con chó Phú Quốc là mình cứ, miễn là chúng ta sở hữu một con chó có xoáy ở trên lưng, còn nó hình thể rồi thì mọi thứ nó không quan trọng, thì nó cũng không quan trọng về giá nhé. Các bạn có thể là tìm rất là nhiều nơi người ta có thể là người ta bán ở cái giá tầm hơn 1 triệu, 2 triệu, đấy, hơn 2 triệu một chút. Còn đâu là những con chó mà đã có da phả, dòng phả rồi ấy, thì nó giá nó sẽ cao hơn một chút. Tại vì sao? Tại vì tôi nói ví dụ là con chó đực, nếu mà con chó đực mà đã được những cái giải cao, đấy, da phả nổi tiếng đã đạt được, đi thi các cái cuộc thi chó đẹp ấy, đã đạt được những cái giải cao, thì riêng cái giá phối của những con chó đó đã tầm từ 7-8 triệu đến 10 triệu, thậm chí là 1.000 đô một lần phối. Đấy, cứ gọi là 20 triệu một lần phối. Đúng không? Hay còn những con chó cái mà cũng đạt được những cái danh hiệu mà đi thi đạt danh hiệu những con chó cái đẹp ấy. Đấy, danh hiệu cao ấy thì nó cũng rất là đắt. Cũng tùy thuộc vào con chó con thôi. Nếu mà được sinh ra bởi những cái đôi bố mẹ có dòng dõi ông bà cụ kỵ mà tốt ấy thì nó cũng không có rẻ. Đấy, không có rẻ, không có tầm hơn 1 triệu 2 triệu đâu. Thì tôi cũng chia sẻ như vậy để chúng ta biết được rằng là giá cả nó phụ thuộc vào chất lượng con chó. Bất cứ là chó Tây, chó ta hay là chó Phú Quốc đều là phụ thuộc vào chất lượng con chó hết. Thế tôi cũng chia sẻ đấy, chẳng hạn như các bạn chơi tìm mua những con chó đẹp của những đôi bố mẹ đẹp, ông bà đẹp và được những cái giải nhất định ở trong các cuộc thi, thì những con chó đó không hề rẻ. Và các bạn về nuôi sau khi nuôi thì vừa chơi đấy, chúng ta vừa chơi vừa làm bạn, và sau đó những con chó đó nó sinh sản ra. Nếu mà con chó cái thì chúng ta sẽ phải đi, nếu mà không có chó đực thì chúng ta sẽ phải đi phối giống. Đấy, nếu mà phối giống với những con chó bình thường không có tên tuổi, không có thành tích gì hết thì nó cũng rơi vào tầm 2 triệu một lần phối giống. Đấy, cộng thêm là chúng ta chăm bẵm con chó nhá, rồi thì nuôi nó từ con mẹ, nó từ lúc nó đẻ này, tiền phối này, tiền đẻ này, rồi thì nuôi con chó từ lúc nó đẻ ra đến lúc 2 tháng rưỡi 3 tháng tuổi. Đấy, tiêm phòng đủ 2 mũi. Nếu mà các bạn ra ngoài các bạn tiêm là 2 mũi cũng gần 400.000 rồi, chưa kể tẩy giun, chưa kể ăn uống. Chúng ta phải chăm sóc tốt thì con chó nó mới khỏe mới đẹp được. Đấy, thì không bao giờ là có con chó con da dòng phả đẹp mà lại giá rẻ cả. Đấy, cho nên tôi cũng chia sẻ các bạn, với con chó 4 triệu mà dòng phả tốt, con chó khỏe mạnh, nhìn con chó nhanh nhẹn khỏe mạnh khôn ngoan và được sinh ra bởi những đôi bố mẹ có dòng phả rất là tốt, và giá 4-5 triệu là cái giá rất là bình thường. Xin thưa các bạn là con chó Phú Quốc của Việt Nam ấy, có những con mà nó đẹp, nó được những cái giải cao ấy, nó chuyển nhượng hàng tiền 100 triệu các bạn ạ nhé. Tiền 100 triệu là bình thường. Cái giá con chó này đắt rẻ tùy từng cảm nhận của từng người, tùy từng nhận biết của từng người con chó nó ra làm sao. Có những người vì sao người ta bỏ tiền ra hàng 10 triệu người ta mua con chó con, bỏ ra 1.000 đô người ta mua con chó con, bỏ ra 5-8 triệu người ta mua con chó con, vì người ta cơ bản là người ta cũng hiểu về con chó đã. Thứ hai, người ta cũng phải theo dõi được, phải biết được cái con chó con này là nó được sinh ra từ đâu. Đấy, bố mẹ nó ra làm sao, ở cái nơi nào. Còn nếu các bạn mới, cũng đang mới tìm hiểu về chó Phú Quốc, chưa biết nó ra làm sao, mô tê ra làm sao, nhưng mà hỏi là 4 triệu con chó Phú Quốc của Việt Nam
là nó quá đắt. Đấy, thì tôi cũng chia sẻ các bạn như vậy nhé. Và trong kênh của tôi ấy, thì tôi cũng chia sẻ rất nhiều kiến thức về chăm sóc con chó Phú Quốc. Đấy, sinh sản cũng như con chó Phú Quốc con. Đấy, thì các bạn nếu mà lần đầu tiên xem kênh của Hùng ấy, thì hãy ủng hộ Hùng bằng cách là ấn đăng ký kênh. Và nhớ là ấn vào cái nút hình quả chuông đấy. Khi mà Hùng ra video cái clip mới thì các bạn có thể nhận được ngay. Và nhớ ấn đăng ký ngay bây giờ. Ấn đăng ký ngay bây giờ nhé. Và video clip thì Hùng cũng xin kết thúc ở đây. Và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.